chưa bao giờ suy nghĩ là à để là sau này đời con của chị hay sau này thời gian nó sẽ lên giá, chưa bao giờ có. Không có. Tới thời điểm hiện tại là y chang vậy. Có nhiều người cũng nhắn nhìn những sau lơ vô nói với chị là những cái con của chị nè, xong rồi chị cứ để đó đi, chị thích nào cho em có khách, xong em kêu chị đưa là em bán cho có lời. Nhưng mà bán rồi xong rồi cũng bỏ tiền ra mua nữa bán làm chi. Giống như những con này chị vừa mua cái gì chị lời 6.000 liền á. Kêu bán năng lý bán liền luôn á, mà chị không bán. Tại vì chị bán rồi chị cũng mua lại, chị bán làm chi. Mạng nó trong cái đó giống mình là nó sản xuất đúng bằng đó và nó không ra. Đúng đâu. Rồi, chắc chắn em chị nói nha, cái hôm cái này cái thương hiệu này em muốn mua không phải đơn giản. Em phải là khách siêu VIP em mới mua được, dạ em phải bỏ tiền ra. Ví dụ như em sở hữu cái túi này thì em phải bỏ ra mấy trăm ngàn đô tiền phụ kiện em mới sở hữu được nó, mà chưa chắc là em mua cái màu được đúng em thích. Không phải tức là cái được sở hữu được mua nó là do mình những cái accessory của nó mình mua nhiều rồi. Đúng rồi, thì khi ra những cái hàng mà giống như là phiên bản đúng rồi mình mới rồi. Được mua đúng rồi, mình muốn sở hữu ví dụ như cái túi này mà nó có giá trị bao nhiêu tiền mà mình muốn mua nó, không phải mình bỏ tiền ra mình mua được, mà mình phải mua đồ phụ kiện của nó mấy trăm ngàn đô, mình tích điểm mình mới được lấy cái túi, mà cái túi chưa chắc là cái túi mình thích. Nó giống như là có một cái gọi là cái ưu tiên mới đúng được. Đúng rồi, đúng rồi, chứ không phải bỏ tiền ra mua được. Ví dụ giống như em có tiền đúng không, em vô chị em muốn mua cái hộp sòn nào cũng được, nhưng mà em có tiền vô muốn được thử đi qua thử đồng khởi không biết liền. Những người chơi túi là biết liền vì cái nào không phải ai muốn mua được là mua, không muốn mua được mua cái hại. Giống như nó viết vậy, muốn mua con này đâu phải dễ đâu, không mua con này cũng không dễ được. Cả thế giới có bao nhiêu con đâu mà không nhận, người Việt Nam mình chịu chơi rất phụ nữ mình không giỏi tức là chịu làm, nhưng mà ý là đó. Nhưng mà ra đường thì mình người ta có nhận biết đâu là cái giả cái gì không ta? Không, thì nãy chị nói với em rồi đó, có nghĩa là người ta giống như kim cương bây giờ cũng vậy, tại vì hộp nhân tạo nó quá nhiều mà cứ chụp từ xa thì cái dân chơi giống đồ hiệu với đồ phát ke cũng vậy, em thấy không? Thì giống như quần áo nó cũng vậy, nó cũng sẽ có hàng nhái, nhưng mà cái người mà xài đồ hiệu sành điệu chẳng hạn, giống như em hiện tại bây giờ em cũng chơi đồ hiệu đúng không? Nhưng mà có cái em vẫn nhận không ra, tại vì đó là siêu phách đúng không? Thì cái túi này cũng vậy, có những cái siêu phách nhìn chụp hình mang bình thường nó qua nhận ra đâu. Vậy là mình sẽ bỏ tiền ra để mình mua cái sự tự tin mà... tự tin là được. Ví dụ giống như có những người sách cái siêu cấp này thì người ta không có được cái tự tin, và người họ cảm thấy giống như là họ bị lừa dối bản thân mình vậy thôi. Có nghĩa là khi nào bỏ tiền ra sở hữu cái đó thì mình, cái sự tự tin đúng rồi. Với lại một điều chắc chắn 100% như thế này nè, ví dụ giống như em sở hữu một cái món gì bình thường thì em có thể xài fake người ta không biết. Nhưng mà em sở hữu những con này em fake là ta biết liền, tại vì tất cả những con túi này khi em chỉ cần sở hữu nó là tất cả các seller đều biết hết em mua cái con này của ai và nguồn gốc nó như thế nào. Cho nên là em không thể nào em đổ được, hiểu không? Em tập hợp xạo là người ta biết liền tất cả những túi hồng hộp này, những cái này em mua con nào của ai là họ đều biết hết. Đúng rồi, cái số lượng trên thế giới đó rất là ít, chẳng hạn như kim cương vậy nó mà lại nhiều nha, người ta vẫn không biết, nhưng mà cái này là biết á, cho nên là cái này không có nổ được đâu, nổ là cười liền. Thì nổ trước tiên là những người không biết thì người ta không nói gì rồi, nhưng mà những seller người ta biết người ta cười. Mà sự thật là mình nổ là cái seller biết liền nè. Em còn thấy cái gì chị lập hợp bằng cách nào, giống như kiểu gom từ đâu về để lập hợp chứ không phải là của mấy chị. Còn giống như là vô ngẫu nhiên, tức là ngẫu nhiên cái đâu này ngẫu nhiên thật sự cũng, vậy. Cũng có nhiều người cũng như người ta làm seller á, ta bán á. Người ta chỉ có coi gì cho người ta lập hợp xong xuôi thôi, chứ còn kêu mà giống như trưng bày như thế này thì hiếm một vài người chơi. Em nghĩ đi, mấy chục tỷ em có thể kinh doanh bỏ ngân hàng tháng nhiêu tiền rồi. Không, mấy chục tỷ không cần đâu, mấy tỷ là giống như nuôi sống cả một cái đại gia tộc mà giống như là ăn chay như em là tất cả mấy mạc rồi. Ví dụ giống như là mọi người có một cái sở thích, phải thích, chị đâu đi đâu đâu, chị tối ngày chị có ở nhà xong xuôi chị thích thì chị live stream xong chị lên chị nằm giỏng chị ngắm túi gì thôi. Không có bán. Cuộc sống của bà đơn giản, kim cương rất đơn giản. Rất là đơn giản, tại vì chị rất là ít bạn bè. Chị có là khách hàng thân thương ở trên Facebook thì nhiều, gặp nhau qua nói chuyện qua. Không, đám cưới chị thấy full tăng bạn chứ có gì không ít bạn bè. Không, có nghĩa là chị được, ví dụ giống như những tiệm vàng khác đúng không? Thì khi người ta bán buôn thì chắc chắn 100% là người ta chỉ có giữa khách hàng với người chủ thôi. Còn riêng chị nó khác, là có nghĩa là có nhiều người người ta thương chị giống như là người ở trong nhà vậy luôn á. Giữ mối quan hệ rất là tốt, nên là những người khách không những khi người ta mua vàng của mình mà người ta thân thiết giống như người nhà vậy, tặng cho đồ ăn này nọ kia, người ta nói chuyện tới là live stream xong rồi người ta lên tới những em mà đi được á, ta sẽ tới cửa hàng xong ta gặp, người ta ôm mình, ta chào, chụp hình. Còn lại tất cả cái đó là khách hàng của chị, còn bản thân chị trên đầu ngón tay có 2-3 người thôi, nhưng mà rất ít khi gặp nhau, rất ít, tại ai cũng bận rộn hết trơn, chị đâu có cơ hội đâu, sắp túi mà bây giờ tự nhiên có chồng có con nữa rồi, đâu có đi ra ngoài thường xuyên. Hồi trước thì chị
khi qua khoa doanh nhân năm 2017 á, chị hay đi sự kiện. Còn từ khi mà bắt đầu chị quen anh, bắt đầu năm 2018 thì chị quen anh là bắt đầu từ đó là bỏ hết tất cả các sự kiện, lo tập trung làm ăn không á, là chị đâu có đi ra đường. Không lẽ em giờ xách cái túi xuống cửa hàng xong ngồi xong xách lên đó, cho nên là không có đi đâu á. Nói tóm lại là xách là chỉ có ngắm, ngồi xong ngắm, nằm võng ngắm xong xong rồi đăng lên Facebook chia sẻ với mọi người. Thật sự ra cái này không phải là khoe, nhưng mà cái này giống như là đam mê. Còn nếu mà khoe thì khoe tiền, khoe học sò, khoe gì chứ khoe cái này cái gì. Nhưng mà thật sự là mọi người có một cái sự thích, thay vì bình thường giống như chị khoe cái khác luôn, chị khoe khác chứ đâu có khoe mấy cái túi hàng chị, đúng không? Nhưng mà cái này là cái đam mê nhất của chị, khi chị hủ thì chị hủ được nó. Còn kim cương thì chị, đáng là nếu mà chị không làm nghề kim cương thì chắc chắn chị cũng tốn tiền cho nó rất là nhiều. Nhưng mà khi chị làm túi rồi mà cái kim cương thì chị sở hữu được rồi, nên là cái thứ hai chị thích là túi, cái thứ ba là quần áo đó. Còn xe hơi chị không thích, cái đẹp phụ nữ ai cũng thích. Rồi nha, dễ nha, cảm ơn nhiều nha. Trời ơi, buổi tiệc anh cũng khen hoa đẹp quá trời kìa. Thôi vậy cũng chúc mừng cho em đó. Dạ, cảm ơn. Chúc mừng. Giờ em đi tiệc hả? Em đi làm bên tham quê á. Làm tham quê không có lấy tiền được hả? Không, lấy tiền mà. Vậy nhà mai khi mốt gì chị dậy sao?